Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tin quốc tế hôm nay là tin Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công Ukraine. Giới chức Ukraine hôm nay cho biết là Nga đẩy mạnh cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine bằng giao tranh ác liệt ở miền đông đất nước, cho thấy Kiev cần thêm vũ khí Tây phương. Quân đội Ukraine cho hay các trận chiến ác liệt đang diễn ra một ngày sau khi hỏa tiễn và drone của Nga làm cho ít nhất 11 người thiệt mạng trong làn sóng tấn công đáp trả việc Tây phương hứa hẹn cung cấp xe tăng cho Ukraine. Sau nhiều tuần áp lực từ các đồng minh, Đức và Hoa Kỳ cam kết giúp Ukraine hàng chục xe tăng tối tân để đẩy lùi lực lượng Nga, mở đường cho Canada, Ba Lan, Phần Lan, Na Uy và các nước khác đưa ra cam kết của họ. Tổng thống Ukraine Zelensky cảm ơn các đồng minh vì sự giúp đỡ của họ, nhưng nhắc lại lời kêu gọi trừng phạt mạnh hơn đối với Moscow và nhấn mạnh đất nước ông cần thêm vũ khí để đẩy lùi quân xâm lược. Trong bài phát biểu tối thứ Năm, ông Zelensky nói rằng cuộc xâm lược của Nga chỉ có thể chặn đứng bằng vũ khí. Nhà nước khủng bố này sẽ không hiểu bất kỳ điều gì khác. Vũ khí trên chiến trường, vũ khí bảo vệ bầu trời của chúng ta, các lệnh trừng phạt mới dành cho Nga, tức là vũ khí chính trị và kinh tế. Quân đội Ukraine công bố bắn hạ 47 trong số 59 hỏa tiễn của Nga hôm thứ Năm. Nga cũng thực hiện 37 cuộc không kích, trong đó 17 cuộc sử dụng drone Shahed-136 do Iran sản xuất. Toàn bộ drone bị bắn hạ, 11 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng drone và hỏa tiễn ở nhiều khu vực, trong khi hàng chục tòa nhà bị hư hỏng. Chính phủ mới của đảo quốc Fiji hủy bỏ thỏa thuận cảnh sát với Trung Cộng. Tổng thống của Fiji hôm nay đình chỉ cảnh sát trưởng sau khi cuộc tổng tuyển cử cho thấy thay đổi đầu tiên trong chính quyền của đảo quốc Thái Bình Dương này trong 16 năm qua, sau khi quân đội trước đó cảnh báo là không thực hiện những thay đổi lớn. Tổng thống Ratu Wiliame Katonavi công bố cảnh sát trưởng là Siti Veni Kliho bị đình chỉ theo đề nghị của Ủy ban Văn phòng Hiến định và chờ điều tra và chuyển sang tòa án. Giám sát viên bầu cử Mohamed Sanaim cũng bị đình chỉ. Ông Kliho đã từ chối bình luận với truyền thông địa phương vì ông nói ông sẽ đối diện với tòa án về hành vi của ông. Ông được xem là người thân với cựu thủ tướng Frank Bainimarama, người đã cai trị đảo quốc này 16 năm trước khi liên minh các đảng thắng cuộc bầu cử hồi tháng 12 và đưa ông Siti Veni Rabuka lên làm lãnh đạo đất nước. Một ngày trước khi đạt được thỏa thuận liên minh, thì ông Kliho và Bainimarama kêu gọi quân đội duy trì trật tự và luật lệ vì họ nói rằng kết quả bầu cử treo sẽ gây ra căng thẳng sắc tộc. Một ý kiến mà bị liên minh các đảng này phản bác. Fiji là tâm điểm của phản ứng của khu vực trước sự cạnh tranh giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Đảo quốc Thái Bình Dương này đạt được thỏa thuận với Úc hồi tháng 10 để tăng cường hợp tác phòng thủ. Hôm thứ Năm, thì tờ báo Fiji Times đã loan tin ông Rabuka công bố chính quyền của ông sẽ chấm dứt thỏa thuận huấn luyện và trao đổi cảnh sát với Trung Cộng. Thủ tướng nói rằng chế độ dân chủ và hệ thống tư pháp của chúng ta là khác biệt với Trung Cộng, nên chúng ta sẽ trở lại Úc và Tân Tây Lan, những nước mà có chế độ tương tự với chúng ta. Ấn Độ dự đoán có thêm xung đột với binh lính Trung Cộng ở dãy Himalaya. Đánh giá an ninh của cảnh sát Ấn Độ ở khu vực Ladakh cho biết có thể có thêm xung đột giữa binh lính Ấn Độ và Trung Cộng dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya khi Bắc Kinh đẩy mạnh xây dựng hạ tầng quân sự trong khu vực. Ít nhất 24 quân nhân thiệt mạng khi quân đội hai bên xung đột ở Ladakh ở phía tây dãy Himalaya vào năm 2020. Nhưng căng thẳng giảm xuống sau các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao. Một cuộc đụng độ mới bùng phát giữa hai bên ở phía đông Himalaya hồi tháng 12, nhưng không xảy ra thương vong. Đánh giá trên là một phần của cuộc nghiên cứu mật mới của cảnh sát tại Ladakh để trình bày tại hội nghị cảnh sát từ ngày 20 đến 22 tháng 1. Đánh giá này dựa trên thông tin tình báo do cảnh sát địa phương ở khu vực biên giới thu thập và tình hình căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Cộng trong những năm qua. Quân đội Ấn Độ chưa bình luận gì, nhưng báo cáo này được xem là quan trọng vì nó được nộp tại hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi. Báo cáo cho hay, với sự thúc ép trong nước ở Hoa Lục và quyền lợi kinh tế của họ trong khu vực, giải phóng quân sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng quân sự và xung đột sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nếu chúng ta phân tích tình thái, xung đột và căng thẳng, cường độ gia tăng kể từ năm 2013-2014 với khoảng thời gian mỗi 2 đến 3 năm, với việc xây dựng hạ tầng lớn của giải phóng quân bên phía Trung Cộng,
quân đội hai bên đang kiểm soát phản ứng của nhau, sức mạnh của pháo binh và bộ binh. Báo cáo cũng cho hay Ấn Độ dần dần bị Trung Cộng xâm lấn ở Ladakh do biên giới bị đẩy sang phía Ấn Độ khi thành lập vùng đệm. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ mở lại cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy của Philippines. Người đảm nhận cuộc chiến chống ma túy tàn bạo của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay cho biết ông sẽ hợp tác với cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC nếu chính phủ quyết định tham gia. ICC hôm thứ Năm cho hay họ chấp thuận đề nghị của công tố viên để mở lại cuộc điều tra về các vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy và những ngược đãi nhân quyền khác. Tòa đình chỉ cuộc điều tra hồi tháng 11 năm 2021 theo đề nghị bên phía của Manila. Sau khi Philippines công bố mở cuộc điều tra và truy tố riêng, ông Ronaldo de la Rosa, là cựu cảnh sát trưởng mà nay là thượng nghị sĩ, cho biết là nếu chính phủ Philippines hợp tác với cuộc điều tra thì ông sẽ hợp tác. Ông de la Rosa cho hay là ông không thấy vấn đề nào nếu chính phủ hợp tác. Tất cả hành động của ông đều thực hiện đúng quyết định của chính phủ. Tổng thống Ferdinand Marcos hồi tháng 8 cho hay là ông không có ý định tái gia nhập vào ICC sau khi ông Duterte rút lui ra khỏi tòa án năm 2019. Lúc đó ông Duterte nói rằng ICC không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của Philippines. ICC thì phát đi thông cáo cho biết là họ không hài lòng vì Philippines không thực hiện được các bước điều tra cụ thể theo cách phản ánh đầy đủ cuộc điều tra của ICC. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã cho rằng cuộc điều tra này của ICC là con đường duy nhất mang lại công lý cho các nạn nhân và gia đình của họ. Các tổ chức nhân quyền và những người chỉ trích cho biết cảnh sát xử tử tùy tiện các nghi phạm ma túy. Cảnh sát cũng giải thích cho những người này bị giết chết là người có vũ khí và kháng cự bắt giữ. Đảng cầm quyền Thái Lan chọn cựu lãnh đạo quân đội Prayut làm ứng cử viên thủ tướng. Đảng cầm quyền thân quân đội Palang Prachara chọn cựu lãnh đạo quân đội Prayut Wongsuwan làm ứng cử viên thủ tướng của đảng. Khi các đảng chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải tổ chức trước tháng 5, ông Prayut hiện là phó thủ tướng, có lẽ sẽ cạnh tranh với cô Pattorn Ta Sawanatra của đảng Phiêu Thái, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Sawanatra. Sau cuộc họp đảng, phó lãnh đạo đảng Paybun Nita Bawan cho biết, ông Prayut là trung tâm của đảng. Các thành viên đảng xem ông là người tài năng và thích hợp nhất. Ông Prayut, 77 tuổi, có thể cũng đối diện với thủ tướng đương nhiệm Prayut Chaocha, 68 tuổi. Người mới gia nhập đảng United Thai Nation Party và dự tính tái tranh cử. Cả hai ông đều là các cựu lãnh đạo quân đội, thường xuyên gọi nhau là anh em, xuất thân từ đơn vị bảo vệ của Hoàng hậu. Hai ông đều tham gia các cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của gia đình Siwanatra. Trong một bài viết trên Facebook hôm thứ Tư, ông Prayut nói rằng các chính khách phải làm việc với tất cả các đảng, nhượng bộ để giảm xung đột và bảo đảm lợi ích công. Mặc dù có cùng khối cử tri bảo thủ, một số nhà quan sát cho biết hai vị tướng tranh cử cho các đảng khác nhau có thể là chiến lược và lợi thế để bảo đảm họ tiếp tục nắm quyền. Ông Ben Kiatwankun thuộc tập đoàn tư vấn Maverick nhận xét, nhiều khả năng họ sẽ hợp tác với nhau trong và sau cuộc bầu cử. Chiến lược chia và chinh phục có thể hiệu quả, với đảng của ông Prayut có thể thắng ở những khu vực nơi ông Prayut không được dân chúng ưa chuộng. Phiến quân Gaza phóng rocket, Israel không kích dải Gaza. Phiến quân Palestine hôm nay phóng hai quả rocket từ dải Gaza sang miền nam Israel nhưng bị hệ thống phòng thủ hỏa tiễn chặn lại, với Israel đã sau đó tiến hành không kích tại dải Gaza. Xung đột xuyên biên giới xảy ra sau khi cuộc bố ráp của Israel tại vùng Tây Ngàn hôm thứ Năm dẫn đến số tử vong lớn nhất vì đụng độ trong nhiều năm qua. Rocket đêm qua đã khiến cho còi hụ vang lên tại các cộng đồng Israel gần biên giới Gaza, cảnh báo dân chúng là cần tìm nơi trú ẩn. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong và truyền hình Israel đã chiếu hình ảnh hỏa tiễn nghênh cản của Israel được phóng lên bầu trời phía trên thành phố Ashkelon mà cách Gaza khoảng 12 km. Và giờ đồng hồ sau, quân đội Israel công bố đã tiến hành không kích tại Gaza và các nhân chứng Palestine cho biết là phi cơ Israel tấn công một trại huấn luyện của Hamas. Căng thẳng bùng phát sau khi đặc công Israel giết chết 7 tay súng và 2 thường dân trong cuộc bố ráp tại thành phố Jenin. Hamas và nhóm phiến quân nhỏ hơn là Islamic Jihad tuyên bố đáp trả nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm phóng rocket.
Sau bạo lực tại Jenin, thì chính quyền Palestine cho hay họ chấm dứt hợp tác an ninh với Israel, một thỏa thuận góp phần duy trì trật tự tại Tây Ngạn và ngăn chặn tấn công Israel. Chính quyền Palestine ngưng hợp tác nhiều lần để phản đối. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Israel không muốn làm tình hình leo thang, mặc dù ông ra lệnh cho lực lượng an ninh là chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 160 người Afghanistan thiệt mạng vì thời tiết lạnh giá. Hơn 160 người thiệt mạng vì lạnh giá ở Afghanistan trong tháng này, trong mùa đông tồi tệ nhất trong hơn một thập niên qua, khi người dân không có tiền để mua nhiên liệu để sưởi ấm nhà cửa trong nhiệt độ băng giá. Phát ngôn viên Safula Rahimi của Bộ trưởng Quản lý Thảm họa cho biết 162 người chết vì thời tiết lạnh giá kể từ ngày 10 tháng 1, trong đó khoảng 84 người chết trong tuần trước. Mùa đông lạnh nhất trong 15 năm qua với nhiệt độ giảm xuống trừ 29 độ F, bao trùm Afghanistan giữa cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhiều tổ chức cứu trợ ngừng hoạt động trong những tuần lễ gần đây do Taliban cấm phụ nữ làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, khiến cho các cơ quan không thể vận hành nhiều chương trình. Trên cánh đồng đầy tuyết ở phía tây thủ đô Afghanistan, trẻ em bới rác tiêm nhựa làm chất đốt để phụ giúp gia đình. Vì không có tiền mua củi hoặc than, ở gần đó nhân viên cửa hàng Ashur Ali sống cùng gia đình anh trong hầm bằng bê tông, nơi năm đứa con của anh run rẩy vì lạnh giá. Anh cho biết năm nay thời tiết cực kỳ lạnh, anh không thể mua than, thu nhập ít ỏi từ cửa hàng không còn đủ để mua thêm nhiên liệu. Trong chuyến thăm Kabul tuần này, lãnh đạo phụ trách cứu trợ của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths cho hay Liên Hiệp Quốc đang đề nghị miễn lệnh cấm nữ nhân viên cứu trợ. Ông nói rằng mùa đông ở Afghanistan được người dân xem là sứ giả của sự chết mà nhiều gia đình ở Afghanistan phải chịu đựng. Chúng ta đã thấy hậu quả là nhiều người tử vong vì lạnh giá. Cảnh sát tại Haiti chặn đường, ập vào phi trường để phản đối việc sát hại cảnh sát. Cảnh sát Haiti hôm thứ Năm chặn đường và ập vào phi trường chính của đất nước để phản đối các băng đảng sát hại cảnh sát gần đây. Những nhóm đang mở rộng kiểm soát đất nước. Người biểu tình mặc thường phục tấn công nhà của Thủ tướng Ariel Henry, sau đó đã đổ đến phi trường khi ông Henry vừa từ Argentina trở về. Ông Henry tạm thời bị mắc kẹt tại phi trường, nhưng sau đó đã trở về nhà của ông tại Port-au-Prince, theo sau là cảnh sát biểu tình. Những con đường xung quanh Port-au-Prince và ở nhiều thành phố ở phía Bắc bị người biểu tình chặn lại. Một phái đoàn Hoa Kỳ đang đến thăm Haiti tại thời điểm đó. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là họ hoãn một số cuộc họp để phòng ngừa. Tổ chức nhân quyền Haiti cũng cho biết là 78 cảnh sát bị giết chết kể từ khi ông Henry lên nắm quyền hồi tháng 7 của năm 2021. Bình quân là 5 người mỗi tháng. Nói rằng Thủ tướng, lãnh đạo cảnh sát quốc gia Franz LB phải chịu trách nhiệm cho 78 người thiệt mạng trong khi họ nắm quyền. Tổ chức này nói rằng lịch sử sẽ ghi nhớ họ không làm gì để bảo vệ tính mạng của những cảnh sát đã chọn phục vụ đất nước. Tối thứ Năm thì Bộ Ngoại giao Bahamas cho biết là Thủ tướng Bahamas đã ra lệnh cho toàn bộ người Bahamas, kể cả nhân viên ngoại giao, là rời khỏi Haiti càng sớm càng tốt. Và cảnh sát của Haiti trước đó đã có chặn tham tán địa phương của Bahamas lại, lấy xe và vũ khí của họ. Tuần trước, 4 cảnh sát gần thủ đô đã bị băng Vatahomi giết chết. Trong khi cuộc đấu súng hôm thứ Tư với băng Savien ở thành phố Liancourt cũng làm 7 người thiệt mạng. Bảo tàng mới ở Mexico dành riêng cho kỳ dông, Asoto có nguy cơ tuyệt chủng cao. Một bảo tàng mới cũng là trung tâm bảo tồn dành riêng cho kỳ dông, Asoto có nguy cơ tuyệt chủng cao của Mexico đang làm nổi bật câu chuyện đáng chú ý của loài lưỡng cư này, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học cũng như công chúng. Với khả năng tự chữa lành ấn tượng, kỳ dông Asoto vừa được giới thiệu trong cuộc triển lãm tại sở thú Chapultepec ở thành phố Mexico. Trung tâm bảo tồn đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về loài động vật bản địa của Mexico, trong khi số lượng của chúng trong thiên nhiên giảm mạnh vì nhiều đe dọa đến nơi sống tự nhiên của chúng. Nhiều thập niên qua, các nhà nghiên cứu ngạc nhiên về cách kỳ dông Asoto có thể phục hồi chân bị đứt rời và mô cơ thể bị tổn thương, thậm chí là tim và não của chúng. Các nhà khoa học cũng ghi nhận chúng có thể thở bằng phổi và mang, cũng như hấp thụ oxygen qua da, khiến nó dễ bị tổn thương vì nước ô nhiễm. Ông Ferdinand Guo, trưởng Bộ phận Bảo tồn Động vật Hoang dã của Sở Thú cho hay,
kỳ dông Asoto là một trong loài động vật có thể phục hồi da, cơ xương, mạch máu, thần kinh, tim và não của chúng. Khu triển lãm, phòng hội thảo và phòng thí nghiệm của bảo tàng mới là để dành riêng cho giáo dục môi trường. Theo truyền thuyết của người Aztec, thần Solo biến mình thành kỳ dông Asoto để ẩn nấp và tránh bị các vị thần khác hiến tế. Thần Solo vẫn bị phát hiện, bắt giữ và giết chết. Kỳ dông cũng là món ăn chính trên bàn yến tiệc của các vị vua Aztec. Xác ướp cậu bé vàng chôn cùng 49 lá bùa cách đây 2.300 năm. Khi cậu bé qua đời cách đây 2.300 năm thì thi thể được ướp xác và trang trí 49 lá bùa bảo vệ cùng với mặt nạ vàng để dẫn dắt người chết tại thế giới bên kia. Các nhà nghiên cứu phát hiện những lá bùa hộ mệnh này được đặt bên trên và trong xác ướp của cậu bé vàng khi sử dụng ảnh chụp các lớp vi tính để khám phá hài cốt bằng công nghệ kỹ thuật số mà không cần đến tác động vật lý. Xác ướp được phát hiện lần đầu tiên tại nghĩa trang mang tên Nabe al-Hashay, có từ năm 332 đến năm 30 trước công nguyên tại miền Nam Ai Cập. Hàng ngàn thi thể đã bảo quản, phần nhiều vẫn nằm trong quan tài nguyên bản và được khai quật tại Ai Cập từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 trước khi chuyển đến bảo tàng Ai Cập tại Cairo. Giống như nhiều xác ướp khác thì xác ướp cậu bé vàng này không được kiểm tra ngay khi phát hiện và chuyển vào tầng hầm của bảo tàng. Mặc dù các nhà nghiên cứu rất quan tâm đến sức khỏe, nghi thức cúng tế và quan niệm của người Ai Cập cổ đại, gỡ vải quấn xác ướp là một quá trình mà nó sẽ gây hư hỏng. Trong những năm gần đây thì giới nghiên cứu đã dùng ảnh chụp các lớp để quan sát xuyên qua lớp vải quấn trong khi thi thể vẫn nguyên vẹn hoàn toàn. Xác ướp cậu bé vàng nằm trong hai lớp quan tài. Quan tài bên ngoài trơn tru và các chữ Hy Lạp, trong khi những quan tài gỗ bên trong thì có nhiều họa tiết và gương mặt mạ vàng. Khi nhóm nghiên cứu quét xác ướp thì họ phát hiện 49 lá bùa hộ mệnh với 21 thiết kế khác nhau, bao gồm chiếc lưỡi bằng vàng đặt trong miệng và bọ hung bằng vàng nằm trong ngực. Vật mà người Ai Cập cổ đại cho là có thể giúp người chết bước sang thế giới bên kia. Thiếu niên khoảng 14 đến 15 tuổi cũng đeo mặt nạ mạ vàng, nạm đá và đồ bảo vệ được gọi là cartonnage ở tại ngang thân. Tất cả cơ quan nội tạng đều bị lấy ra, ngoại trừ tim và bộ não của cậu bé được thay thế bằng nhựa cây. Và đó là kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa sau vài thông tin thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.